phản mình thì nuôi khá là nhiều nhện tarantula. Nó bảo là nếu được thì qua chơi đi, nó cho mình một con. Okay. Thằng này nó biết dụ ghê luôn á. Trước đây thì mình có nuôi tarantula rồi, nhưng mà sau cái đợt con Goliath Predator cái nhà mình nó bị Batmoth. Con này là nhện ăn chim đó các bạn, nó to bằng bàn tay luôn á. Batmoth là lột thất bại. Rồi em Resident Black nhà mình nuôi ra đực, đực thì nó sống đâu có lâu đâu. Kiểu mình tuột cảm xúc luôn. Tuy nhiên nay qua cho ăn cảm thấy tự nhiên thèm nuôi nhện trở lại. Bọn tarantula này sau bao nhiêu năm nó vẫn hot, bởi vì nó có rất là nhiều dòng, sưu tập hoài cũng chả hết nổi, mà có mấy dòng nhìn thôi cũng đủ nghiện luôn rồi á. Sự thú vị của bọn này là không chỉ nằm ở tập tính mà màu sắc và kích thước. Một số con các bạn có thể tương tác với nó trên tay luôn, nên mình quyết định là xin bạn mình con Nicaragua curly hair về nuôi. Cho mới lấy à nha. Giờ mang về, mai mua cái hồ kính về nuôi nó thôi nè.